Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Ok, thì tập hôm nay mình cũng sẽ hồi sinh một em khủng long cổ đại nữa. Để mình vào mình chọn cái nha các bạn. Mình đang có rất là nhiều cái DNA ở đây luôn nè. Chắc mình sẽ chọn cũng là một em khủng long ăn cỏ thôi. Một em ăn cỏ chắc là Ankylosaurus nè. Đó, và thêm hai cái hóa thạch. Hai cái DNA của Stegosaurus luôn. Ở đây mình có hai cái Star Fossil, thử chúng ta sẽ được cái gì. Đó, và cái loại cây cao cổ đại hôm trước nữa nè. Ok, trời, Star Fossil chúng ta không được cái gì cả. Được bột xương thôi nè. Nói chung thì cái Star Fossil này á, nếu mà may mắn thì các bạn sẽ được các cái hóa thạch, các cái DNA của Kỷ Băng Hà nha. Thì ở đây mình sẽ cho nó tạo ra những cái quả trứng đi nha các bạn. Ok, ba em Ankylosaurus và hai em Stegosaurus. Ngoài ra mình cũng sẽ cho ba cái loại cao cổ đại này vào luôn nè. Rồi múc sữa ra, múc sữa. Ở đây có cái con bò nó tự đi vào chỗ của mình luôn nè. Trời ơi, do bò nhiều quá các bạn, nó bị sổng chuồng ra đó. Mình sẽ để vào đây sẵn luôn, khi nào cần thì chúng ta đỡ khỏi mất công đi lấy, nó tốn thời gian lắm. Rồi mình sẽ bỏ vào mấy cái cultivat sẵn luôn. Rồi ngon stream nha. Rồi quá đủ rồi. Ok, hình như trong cái cultivat này thì nó cũng không có phân biệt ra loài nào ha. Nhìn mấy cái phôi khủng long nó chang nhau à. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi qua thăm chuồng của mấy em Stegosaurus trong tập trước thôi nha các bạn. Cái con này nó phá cây của mình các bạn ơi. Để mình làm sạch cỏ chỗ này cái đã. Rồi mình đã thấy nó phá mấy cây cổ đại của mình rồi đó. Trời ơi, sao Wikipedia bảo là nó không có thể phá được mấy cây này mà. Trời ơi, chết tôi luôn rồi. Nè, trời, feeder cũng còn quá nhiều luôn. Nhưng mà hình như bọn này nó không có sử dụng feeder nha các bạn. Để mình cho chúng nó uống Wander đi. Trước tiên mình sẽ chặt cái cây này trước đấy đã. Trời ơi, lấy cái rìu ra, chặt cái cây này. Khi chặt cái cây này chúng ta sẽ có tỷ lệ rớt thêm các cái loại sapling luôn nha các bạn. Tức là chúng ta sẽ được lời đấy. Nó sẽ rớt từ lá thôi. Qua bên này chúng ta sẽ tiếp tục chặt tiếp. Rớt 3 miếng sapling luôn kìa, ngon. Quá xịn. Để mình qua đây mình lượm một miếng nữa đã. Nó rớt ở ngoài cái chuồng luôn nè. Rồi đi ra lượm một cái này cái đã. Chặt mấy cái này đi. Ok, mấy cái này mình không có cần cho lắm. Chúng ta sẽ vứt đi hết. Nó vẫn đang tiếp tục rụng lá. Mấy cái này thì nó rụng lâu hơn mấy cái lá của Vanilla Minecraft nha các bạn. Ok, ở đây mình sẽ tiếp tục trồng cái cây này. Chết, mình quên đem xương rồi. Trời ơi, tôi quên đem xương rồi. Xui nha. Quên đem xương rồi thì sao đây? Chắc tí mình sẽ về lấy sao nha các bạn. Đây mình sẽ đặt cái cây này sẵn chỗ này đi. Qua bên đây mình cũng sẽ đặt sẵn luôn. Cho chúng nó wander hết. Để nó follow là nó phá hoại chết mình luôn á. Quá ngon luôn. Ok, trời nó cũng tối luôn rồi. Mấy cửa sắt này nó thiệt là khó chịu mà. Ok, đi vô trong đây để mình xem thử. Hồi nãy nó có một cái thông báo là cái CultureVat nó bị fail, quá trình hồi sinh nó bị thất bại các bạn ạ. Đây, con cục này nó bị fail nè. Ok, chắc chúng ta phải tạo một cái CultureVat mới thôi. Nói chung thì bữa giờ mình bị fail mấy lần rồi, cứ fail chúng ta tạo lại như là được rồi. Rồi mình sẽ tiến hành tạo một cái CultureVat mới nha. Chúng ta sẽ cần mấy cái xương rồng đã nấu chín thì nó sẽ ở trong đây nha các bạn. Chúng ta có thể lấy cái xương rồng đã được nấu chín nè. Cắt Stud Ring. Cái này thì... quên, cái này là xương rồng thôi mà. Trời ơi. Khi mà nấu ra thì nó sẽ thành Cắt Stud Ring như thế này nè.
chúng ta có thể lấy từ hóa thạch của khủng long nữa, rất là tiện luôn. Chắc các nhà phát hành cái mod này có ý đồ sẵn hết. Ok, Cultivate. Đây, ngon nha. Ở đây mình sẽ đặt nó vào trong đây luôn. Và lấy lại mấy cái này cho chúng nó sẽ tiếp tục hồi sinh em khủng long này chứ. Rồi, múc một xô sữa xem nào. Ta-da. Và mình để vào trong đây. Khi nào cần chúng ta sẽ đỡ hơn đó. Ok, sắp xếp đồ. Còn gì nữa không ta? Mình nghĩ là nên đi ngủ phát chứ nhỉ. Mấy cái DNA ở đây nó thế nào rồi? Nó cũng gần xong rồi đó các bạn. Còn một xíu nữa thôi. Chắc mình sẽ đi về nhà và đi ngủ nha. Thì đây, mình sẽ giới thiệu với các bạn luôn. Nhà mình đã được trang trí hoàn toàn khác. Đây là Glowstone đã được chisel là Neon Glowstone. Các bạn nhìn thấy không? Nó rất là mịn luôn. Nhìn nó rất là sáng, không còn giống cái Glowstone bình thường nữa. Cái loại này đã được qua chisel. Và đây là cái tầng 1 của nhà mình. Mình đã trang trí trong khi offline này các bạn. Hai cái màn hình TV, một cái ghế sofa to ở giữa và bên đây. Nó cũng như vậy luôn. Bên trái và bên phải thì nó đều y như nhau thôi. Trong đây là nhà bếp. nhà bếp. Đó, và một cái hệ thống lò, nó cho phép nấu nướng nè. Tủ đựng đồ nè, đó, trên đây có tủ lạnh, tủ đựng chén nè, có bồn rửa tay cũng như là lò bàn ăn các kiểu, đầy đủ hết các bạn. Bên kia thì nó cũng giống như vậy thôi. Đó. Rồi ở đây mình sẽ đi lên tầng 2 cái đã. Tầng 2 thì mình sẽ không cho các bạn thấy nhiều đâu. Từ từ mình sẽ tiết lộ sau nha. Tầng 2 và tầng 3 chúng ta sẽ giữ bí mật. Ok. Đó. Rồi đi xuống nào. Tất cả là mình đã trang trí nó đầy đủ hết rồi. Toàn là những vật phẩm hiện đại thôi. Rồi, ra đây. Chắc chúng ta sẽ đi xây chuồng cho mấy em Ankylosaurus quá các bạn. Mấy con này thì nó cao có 2 ô thôi. Cái con to nhất của nó là cao có 2 ô thôi, nên cũng không cần phải bận tâm cho lắm. Chúng ta vào đây bón xương cho mấy cái cây cao cổ đại thôi. Bón xương cho mày nè. Mấy cây này nó cao thật chứ. Để chỗ này đi cho nó đẹp. Ta-da. Đó. Đủ rồi nha. Mình sẽ trồng thêm nữa không ta? Chúng ta nên trồng thêm nữa không? Cho bọn này nó ăn đi. Bọn này hay phá hoại quá à. Ok, xong rồi. Bây giờ sẽ đến với cái công cuộc đi xây chuồng cho Ankylosaurus nha các bạn. Mấy phút đầu mình đi thăm mấy con Stegosaurus này thôi. Tại vì chúng nó chỉ là mấy con cái á, nên là nó chưa có sinh sản được. Rất là đáng buồn. Mình đang cần một con Stegosaurus đực nè. Trời ơi. Và đây mình đã đánh dấu sẵn chỗ này rồi. Đây sẽ là chuồng của con Ankylosaurus nha các bạn. Trước tiên mình sẽ đào hết mấy chỗ này ra cái đã. Đồ đạc thì rất là nhiều luôn nè. Tiếp tục đào cái này thôi. Cái này thì đào rất là nhanh luôn đó. Ok, xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đào để mà lấy thêm mấy cái grass block cũng như là mấy cái khối đất nữa nè. Khối cỏ và khối đất. Ok, ngon nha. Rồi, chỗ này mình sẽ xây như thế này. Xây 29 ô nữa. Tại vì ở đây nó có sẵn một ô rồi. Mình vẫn sẽ xây là chiều dài là 30 và chiều rộng là 25 nha các bạn. Vẫn giống kết cấu của cái chuồng của con Stegosaurus thôi. Nó y chang như vậy thôi. Để cho nó đỡ bị chênh lệch và đỡ bị xấu đi một xíu. Ở đây mình sẽ xây thêm là 24 ô nữa. Đó. Xây ra thêm 24 ô nữa. Để mình coi nào. Xây thêm nè. Cái con chuột của mình nó hay bị double click nha. Nãy giờ bị mấy lần rồi. Bấm nó hơi bị khó các bạn ơi. Chán thật. Chuột này mà có vẻ nó dởm hơn mấy con chuột trước kia nha. Ok. Rồi, mình sẽ xây luôn. Xây thêm 14 cái reinforced glass này nữa.
2, 3 cục nữa thôi. Ở đây mình sẽ tiến hành lắp cái sàn này lại đi. Nãy giờ mình cũng lắp một mớ rồi. Hy vọng chúng ta sẽ đủ đủ cái số đất cũng như là số cỏ để mà là lắp cho an toàn. À da. Trời ơi, như là hết rồi. Ok. Coi bộ khó nha, để mình đi vứt mấy cái hoa này đi. Mấy cái này cầm theo làm cái gì không biết. Hoa và mấy cái hạt giống nè. Ở đây chắc mình sẽ tiến hành đào luôn nha các bạn. Mình sẽ đào cái chỗ này ra luôn nè. Đào chỗ này ra chúng ta sẽ được thêm một mớ đất cũng như là khối cỏ nữa nè. Ok. Với cái sẻng efficiency 4 này thì đào quá là tuyệt luôn. Nhưng mà có điều nó không có unbreaking nên cũng nhanh hư lắm. À, nó vẫn có unbreaking hay sao á. Đúng rồi, nó vẫn có unbreaking. Nhưng mà xài nhiều thì nó cũng mau hư thôi. Chắc vài bữa chúng ta sẽ xuống Nether để mà kiếm thêm kinh nghiệm đi sửa cái sẻng này đi. Cái này mà bỏ thì nó cũng uổng các bạn ơi. Toàn mấy cái enchant xịn thôi. Ok. Lắp cái sàn này lại. Ủa, chỗ này nó bị lắc à? Trời, xong rồi. Ở đây mình sẽ kéo ra thêm 5 ô như thế này luôn nha các bạn. Chúng ta không thể để cái chuồng mà nó nằm trên ven được. Kéo như thế này nhìn cho nó đỡ hơn một tí. Hay là cái con gấu này sao nó cứ như nhảy đây vậy? Mình sẽ cho nó một ô để cho nó dễ leo lên nè. Đi đi mày. Con gấu này. Ok, ngon nha. Lắp ở đây luôn. Rồi, xịn rồi. Quá xịn luôn. Lên nữa nè. Đây chắc mình sẽ lắp bề ngang thôi. Mình sẽ chừa một cái hàng ở dưới nha. Chúng ta sẽ không đủ vật liệu để mà lắp nữa đâu. Đó, phải tiết kiệm chứ. Ok, nó vừa hết luôn nè. Trời ơi. Mình sẽ đào thêm một mớ nguyên vật liệu chứ đã. Tuy nãy giờ có rất là nhiều luôn nhưng mà nó mau hết quá. Đào thêm một mớ red block cũng như là dust dust block thôi các bạn ơi. Cái sẻng đào sướng thiệt chứ. Quá đã, quá đã. Còn gì bằng nữa. Cái sẻng cái cấp mình nó cũng gần hư luôn. Trời ơi, mấy bữa giờ làm nó nhanh quá à. Để mình cất mấy cái món đồ không cần thiết này vào cái đã. Bây giờ mình có đi chặt mấy cây quanh đây cho nó trống trải các bạn. Cái cây gì nó tùm khá là ghê. Mình chặt cho cái bọn zombie nó đỡ spawn ở dưới cái tán cây đó. Ta sẽ tiến hành. À da, chỗ này bị lởm rồi. Ta sẽ tiến hành sang phẳng cái khu này cho nó đẹp hơn. Bữa giờ chúng ta cũng sang phẳng được mấy mấy cái đồi đó. Ghê thật chứ. Mình nghĩ là nên sang phẳng ở đây cũng như là lắp lại cái chỗ đá này bằng đất nha. Nhìn nó sẽ thật hơn đấy các bạn. Chứ để đá này thì cảm thấy nó không có thật cho lắm. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đào thôi. Cái này rất là đã luôn. Cái cúp đào cũng sướng và cái sẻng đào cũng sướng luôn. Trời ơi. Quá sướng, quá sướng. Đã nha. Nói chung là mấy cái video xây dựng này thì mình sợ tốn thời gian của các bạn nên mình hay skip thôi. Chứ thật sự mình cũng đào thôi. Quá tuyệt, quá tuyệt. Rồi, còn một tí nữa thôi các bạn ơi. Cố lên, cố lên. Để đào hết cái đống này xong chúng ta sẽ lắp lại bằng cỏ đi. Nó sẽ đẹp hơn phần nào đó. Ây da, có cái ô gì ở đây vậy? Có cái god block ở đây. Rồi. Hết cái god block rồi. Chúng ta phải đặt ô, đặt mấy cái khối xuống. Đó. Rồi phá vỡ đi nó mới hết đó các bạn. Ok. Ở đây mình sẽ tiếp tục kéo cái phần đây luôn nha. Mình đã cắm đuốc sẵn rồi để ngăn ngừa bọn zombie nó xuất hiện. Rồi, kéo hết phần này đi. Đây là phần bên hông nhà của mình nè. Xây bằng cái build wall nó nhanh quá nên lâu lâu nó bị lỗi đấy các bạn. Khá là tối nha.
Ok, bây giờ sẽ đến với cái phần là xây cái cổng vào cái chuồng này nha. Mình sẽ xây toàn bộ bằng sắt hết, vì cái bọn Ankylosaurus này nó cũng có khả năng phá mấy cái block mà yếu hơn sắt nha các bạn. Chúng ta phải thật là cẩn trọng với bọn này luôn, nó ghê lắm. Để mình vào đây mình lấy thêm một mớ đá nhẵn cái đã, đá nhẵn đó, và sắt luôn. Chúng ta sẽ cần tạo khá là nhiều thứ đó. Chắc mình sẽ lấy đồ luôn để mà tạo mấy cái feeder, mấy cái máy mà cho khủng long ăn đó, cho nó lẹ. Mình cảm thấy trong cái bản mod mình đang chơi, mấy cái feeder nó hoạt động có phần không có hiệu quả cho lắm. Mấy con khủng long nó toàn ăn mấy cái cỏ xung quanh thôi, nó không chịu ăn mấy cái ăn đồ trong cái feeder. Trời ơi, chán thật. Nhưng thôi kệ, chúng ta cứ tạo tạo trước đi. Cái bọn Stegosaurus đấy các bạn, nó đâu có chịu ăn đồ trong feeder đâu, quá là chán luôn. Ok, bốn cái feeder này nè, rồi hình như là đủ hết rồi đó, bốn cái feeder là đủ rồi. Nói chung mỗi chuồng mình sẽ để tầm 4 đến 5 cái feeder thôi, tùy theo cái độ rộng của cái chuồng. Qua bên này chúng ta sẽ tiếp tục đó, đặt mấy cái nút ở đây. Mình như cái cửa này để nó sai sai nha. Mình sẽ để hai cái Jack O'Lantern ở dưới nha các bạn. Trước tiên mình sẽ đập mấy cái block ở đây trước cái đã. Ok, để hai cái, ôi trời ơi, nó bị lỗi double click quá à. Để hai cái Jack O'Lantern ở dưới cho nó sáng một tí. Rồi, quá ngon rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục xây luôn bằng Reinforced Glass nha các bạn. Cái chuồng này mình sẽ xây cao 4 ô thôi, tại vì mấy con Ankylosaurus nó cao có 2 ô à. Nếu mà xây nhiều chúng ta sẽ tốn lắm. Xây theo cho vừa vừa thôi là được rồi. À da, mình hết Reinforced Glass rồi. Để mình chế tạo cái đã. Mình có đem rất là nhiều glass ở đây luôn. Các bạn thấy cái sản mình nó hư hao như vậy là cũng đủ hiểu rồi đó. Mình đào rất là nhiều cát luôn. Rồi chúng ta sẽ chisel nó ra cái loại Reinforced Glass đi. Với cái chisel này thì nó lời hơn, đỡ phải tốn Netherwork, mấy cái thạch anh địa ngục. Rồi, à nhắc tới thạch anh địa ngục mới nhớ, mình sẽ đi qua lấy mấy cái thạch anh điện, mấy cái tấm thạch anh địa ngục cái đã, để mà lắp cho cái trần. Quên mất các bạn ơi, trời nãy về nhà mà quên quên mất tiêu à. Để mình vào đây chế tạo một mớ cái đã. Thạch anh địa ngục nó nằm ở đâu ta? Nằm trong đây không có. Nằm ở đâu? Nằm bên đây cũng không có luôn. Ồ, bên đây mình chữa bên đây rồi đó, mình sẽ tạo luôn nha các bạn, tạo luôn mấy cái block thạch anh đó. Mà chúng ta sẽ tạo luôn mấy cái slab luôn nha các bạn. Đây, quốc slab. Nhìn nó xịn hơn nha. Ok, đi ra và lắp tiếp thôi. Ở đây chắc mình sẽ đi ra múc hai xô nước đi, để tí mình còn làm cái hồ cho cái chuồng nữa, cho bọn khủng long nó tắm mát hơn nữa. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành leo lên. Leo lên, lắp mấy cái work slab vào. Càng tham coi như cái con chuột đó của mình nó bị double click lít á, nó làm kiểu như nó bị lỗi lít một lần mà nó ra hai lần á. À da, trời ơi, càng mãi nói lít một lần nó ra hai lần á, rất là khó chịu luôn. Trời ơi, chuột mới mà nó bị vậy là chết rồi, chắc là bữa phải đổi con chuột khác đi. Chuột này nó đắt tiền mà nó lại dởm quá nha. Trời ơi, chán thật. Đó, các bạn thấy không, nó lết rất là nhanh luôn, khá khó chịu luôn. Ôi trời, nữa nè, định mệnh sao cứ phá tôi hoài vậy. Rồi, gần tới chưa, gần tới chỗ kết chưa. Rồi,
cuối cùng cũng xong. Nhìn nó đỡ, nó đẹp đẹp hơn một xíu rồi đó. Rồi mình sẽ đó, ok, dọn dẹp mớ đồ. Vào trong đây mình sẽ tiến hành, quên, mình phải lắp ở ngoài này nữa chứ, nãy giờ mình không để ý. Lo làm ở trong mà quên mất ở ngoài chưa lắp. Ở ngoài như đây cũng được rồi, mình sẽ tiến hành dãy cỏ ở đây luôn. Tiến hành dãy cỏ hết cho nó trống trải ra, vứt mấy cái này đi. Trời ơi, rồi dọn dẹp đồ thôi các bạn ơi. Qua đây cũng có cỏ nè, sẵn qua mình dãy luôn, dãy cỏ ở trên luôn nè. Dãy cỏ mọi lúc mọi nơi cho nó sạch sẽ. Dưới đây cũng có nữa nè, tiếp tục dãy cỏ thôi. Cỏ cây quá chừng luôn, trời ơi, chết tôi rồi. Vứt mấy cái này đi, tiếp tục. Ok, cuối cùng cũng xong cái chuồng rồi. Bây giờ chắc sẽ đến với cái công đoạn là thắp đèn cho nó quá. Thắp đèn mình sẽ lấy mấy cái glowstone ra nha các bạn. Và với cái chi sồ này mình có thể chi sồ nó qua neon glowstone, nhìn nó rất là mượt luôn. Cái này thì dùng để thắp sáng cái nhà hiện đại thì quá tuyệt luôn á. Mình sẽ cắt ra 7 ô đi, 7 ô đó. Bên kia cũng vậy, đặt ở góc một cái và cách ra 7 ô. Rồi 7 ô quá tuyệt. Bên đây chúng mình sẽ cách cái tự cái cửa ra 2 ô đi. Đó, như vậy nhìn cho nó dễ, cách ra 2 ô đó, ngon rồi. Bây giờ mà chúng ta chỉ cần đối xứng qua thôi, đối xứng thì nó rất là dễ luôn. Đó. À da, có cùng cỏ ở đây nữa nha. Đối xứng qua tiếp tục. Nhìn ngon hơn liền. Rồi, qua cái cửa chính đối xứng qua luôn. Đây, chỗ này. Trời ơi, chạy đâu cho thoát. Rồi, tiếp tục thôi. Xong rồi, xong phần này rồi. Mình sẽ tiếp tục trang trí cái phần ở trong nha các bạn. Ở trong mình sẽ tiếp tục trang trí như thế này luôn. Chỗ này cũng vậy luôn đó. Và 2 cục nữa thôi là đủ rồi đó. Ok. Và cục cuối cùng. Đây, cục cuối cùng sẽ nằm tại đây. Ok, cuối cùng mình cũng đã thắp sáng và xây xong cái chuồng rồi nha các bạn. Bây giờ sẽ đến với cái đoạn trang trí nó nha, cũng như là hồi sinh với em Ankylosaurus nữa. Rồi, vào lấy mấy cái trứng của Ankylosaurus thôi các bạn ơi. Mình có 2 cái trứng của Stegosaurus nữa. Rồi mấy cái cây này thì chúng ta sẽ tiếp tục, để mình tách nó ra cái đã. Tiếp tục cho mấy cái cây này. À da da, nhầm nhầm. Trời ơi, lại tiếp tục với mấy cái cây thôi. Cái cây này thì dùng để trang trí thì nó gọi là bao đẹp các bạn ơi. Mấy cây kiểu cây họ cao này nè, rất là đẹp luôn. Ây da, con bò. Con bò sao mà cứ ở trong đây hoài vậy? Con bò thần thánh này. Mình sẽ đặt mấy cái sữa vào sẵn. Mấy loại cây này thì nó cũng có cơ hội thất bại nữa nha các bạn. Nó ghê lắm, có tỷ lệ thất bại đó. Nó sẽ ra mấy cây thất bại luôn đó, ghê lắm. Cái gì cũng có thể xảy ra hết. Ghê thật. Ok. Lấy mấy cái này xuống, lấy mấy cái đồ trang trí xuống. Chúng ta sẽ đi qua trồng và trang trí nó luôn, cũng như là hồi sinh 3 em Ankylosaurus và 2 em Stegosaurus. Trời, quá ổn luôn rồi. Ngon ngon ngon. Qua bên đây mình sẽ đi hồi sinh nó, cũng như là đặt mấy cái feeder sẵn đi, cho khi nó lớn nó sẽ hình thành cái thói quen là ăn trong feeder, chứ mình cho nó ăn hoài nó cũng mất công. Ok, chúng ta sẽ đặt mấy em Ankylosaurus ở đây nha. Đó, các bạn thấy không, cái trứng này nó khác với cái trứng của con Stegosaurus về cái hoa văn ở trên nè.
Rất là hay luôn. Peter đặt ở đây. Ở đây gần quá không ta? Chúng ta sẽ đặt kế bên nó đi. Ở đây thì gần quá. Đặt kế bên đây nè. Đó, và mình sẽ cho đồ ăn vào. Cho đồ ăn vào. Bên đây. Đặt thêm một cái nữa nè. Đó. Rồi. Qua bên đây mình sẽ đặt thêm hai cái nữa. Chỗ này một cái. Ta, và bên đây là cái cuối cùng. Cái feeder cuối cùng. Cho mí vào. Rồi, quá đủ luôn. Để chúng ta xem thử nó được bao nhiêu phần trăm rồi. Ồ, 30 mấy% rồi, quá ngon luôn. Nhìn cái hoa văn nó đẹp nha. Quá đã luôn. Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đứng đây và chờ chúng nó nở nha các bạn. Ok, cuối cùng thì chúng nó cũng đã bắt đầu rung lắc rồi đó. Nó nhảy nhảy kìa. Trời ơi. Không có cái hiệu ứng này. Ồ, nó ăn bạo quá các bạn ơi. Con này nó cũng ăn bạo luôn. Đó, nó phải ăn đông feeder như vậy mới sướng các bạn ơi. Ăn như vậy chứ. Rồi mình sẽ cho nó Essence of Chicken nha. Trước tiên mình sẽ đọc chỉ số. Con này là female hả? Một con cái nè. Động vật ăn cỏ luôn. Có hai con đực. Quá ngon luôn. Thế là chúng ta có thể nhân giống được rồi. Chúng nó sẽ tự nhân giống với nhau. Cho Essence of Chicken vào thì nó sẽ tự ăn như này nha các bạn. Quá là tuyệt vời luôn. Nó ăn bạo chứ. Đã nha. Nó phải ăn như vậy mới sướng chứ. Rồi. Hình như cái con này nó cũng tới được 12 cấp thôi. Con nào cũng chỉ có 12 cấp như thế này thôi. 12 cái cấp độ về kích thước. Con này cũng như vậy là hết luôn rồi. Qua đây mình sẽ tiếp tục. Cái con này nó không chịu ăn các bạn ơi. Ui, con này sao nó không chịu ăn vậy? Trời ơi. Hai con kia thì chịu ăn bằng feeder, con này thì không chịu ăn rồi. Chán nha. Ui, đi qua đây. Khá là chán nha. Ta sẽ thêm một mớ bánh mì vào trong đây đi. Mình sẽ cho nó qua cái feeder bên này. Ui nó cũng vẫn không chịu ăn luôn. Nó cứ nhìn cái gì á. Chán nha. Mình cho nó ăn bằng tay vậy. Cho nó ăn bằng tay thôi các bạn ơi. Khá là chán ha. Thôi kệ. Được hai con ăn là cũng được rồi. Nó cũng thành công hơn cái bọn Stegosaurus bên kia. Bọn bên kia thì nó không chịu ăn một feeder luôn. Rồi đây mình sẽ tiến hành trang trí bằng mấy cây cao cổ đại nha các bạn. Nó sẽ trồng quanh cái hồ này nè. Trồng quanh cái hồ này. Mình sẽ trồng thật là nhiều mấy cái cây này đi. Cho bọn này nó mát một tí. Vì nó khá là nắng. Cho bọn này mát một xíu nè. Trồng chỗ này một cây nữa. Và bên này hai cây nữa nha. Bên này một cây nữa. Rồi, có vẻ là đủ rồi đó. Trồng một cây nữa không ta? Nhìn khá là mát mẻ nha. Trồng luôn một cây nữa. Cho nó mát luôn. Ok, xong rồi. Giờ mình sẽ dùng mấy cái bột xương để mà bón nó luôn nè. Có thể dùng bột xương để mà bón. Và cái bọn khủng long này thì nó sẽ ăn mấy cái cỏ ở đây nha các bạn. Không hiểu lý do luôn. Trời ơi. Cái con Stegosaurus của mình thì nó ăn cỏ đây nè. Mà nó không chịu ăn trong feeder. Thật là chán. Nếu mà cho ăn thì mình phải cho nó ăn bằng tay đó. Hơi bị cực khổ một xíu. Ok. Con này sao rồi? Ui. Máu nó vẫn 37 chấm cơ. Chán nhờ. Nó không chịu lên máu. Ok. Không ăn được à, không uống được nước cốt gà nữa rồi. Có vẻ là xong rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái bọn Stegosaurus nha các bạn. Thế là mình đã có được ba em Ankylosaurus rồi.
quá xịn. Tới mấy em Stegosaurus thôi. Ở đây thì mình sẽ cho nó vào chỗ này. Mấy cái trứng này thì mình phải cho vào mấy cái chỗ mà ấm ấm nha các bạn. Chỗ nào mà nó càng sáng càng nóng là càng tốt nha. Bọn này cho ăn bằng tay nè. Ui nó no hết hay sao vậy? Không chịu ăn luôn. Khá là nguy hiểm nha. Con này cấp cao nha. Sao con này cấp 28 à? Con này thua con kia mấy cấp kìa. Trời ơi. Không hiểu luôn. Rồi, trong khi đó thì mình sẽ đứng chờ mấy cái trứng của Stegosaurus đó nữa. Hy vọng sẽ có một con đực trong số này để chúng nó giúp mình nhân giống cho nó lẹ. Sẽ đẩy cái quả trứng này qua bên kia đi. Để đây gặp cái bọn khủng long bự này nó ăn hiếp nữa. Nó sẽ đẩy qua bên đây đi. Rồi, sẵn mình sẽ trồng luôn một cái cây. Chỗ này đi, mình thấy nó hơi bị thưa. Rồi, nó đỡ hơn rồi đó. Bọn bên kia vẫn chưa chịu ngủ hả? Thôi, bọn này ngủ chưa nè. Để mình tiếp tục đẩy cái trứng này qua. Nó vấn đề là warm các bạn, vấn đề là ấm kìa. Cái bọn này nó đã ngủ rồi nè. Trời ơi, ngủ mất tiêu luôn. Ui, và khi ngủ nó còn có mấy cái icon ngủ trên đầu nữa kìa. Icon khờ khờ trên đầu nữa kìa. Trời ơi, hay nha. Và cái con Ankylosaurus ở bên kia nó cũng đã ngủ luôn rồi các bạn ơi. Ba con nó ngủ sắp lớp luôn kìa. Trời ơi. Trong khi đó thì mình phải chờ mấy cái trứng này nó nở ra nữa. 80 mấy% rồi. Chuẩn bị có nhạc lên rồi đó. Cái trứng nó bắt đầu rung lắc rồi kìa. Quá xịn. Ô sao này vẫn 53% ta. Ô cái này nó cũng rung lắc luôn. Là sao? Con này nó ăn bạo quá các bạn ơi. Rồi con này nó có nở không? Cái trứng này có nở hay không? Sao nó xịt xịt ra vậy? Hình như nó nở không nổi các bạn ơi. Mình phải đẩy nó vào trong đây đi. Nguy hiểm quá. Đáng sợ thiệt chứ. Ok. Chúng ta bón xương cho nó một xíu đi. Nghĩ là nên đi ngủ nha các bạn. Đi ngủ cái đã. Mai rồi dậy xem mấy em Stegosaurus kia rồi tính tiếp. Ngủ một phát à, quá tuyệt vời luôn. Trời ơi. Ra thăm mấy em Stegosaurus nào. Cái trứng kia đâu rồi? Cái trứng đâu rồi? À đây. Nó lên được 70 mấy% rồi nè. Trời ơi, khổ nha. Hy vọng nó sẽ nhanh thôi. Ui, lại một con female nữa. Trời ơi, đâu còn con female đâu. Chán nha. Cho nó ăn uống nước cốt gà phát hình. Nó to lên ngay các bạn ơi. Hay nha. Nhưng mà nó lại không ăn đồ đâu feeder, nó chỉ ăn mấy cái cỏ mọc như thế này thôi. Mình sẽ tiếp tục. Cứ tiếp tục cho nó lên. Và em này cuối cùng cũng đã nở rồi. Mình sẽ cho nó bự lên luôn nha các bạn. Con này nó lại không chịu ăn. Sao nó lười quá vậy? Nhiều con lười quá vậy? Chán thì chứ. Rồi, kích thước tối đa của hai con này rồi đó. Bây giờ để mình xem con kia là con đực hay con cái đã. Chúng ta đã có ba con cái rồi. Đừng nói với mình là một con cái nữa nha. Chán thiệt luôn á. Cố lên nào.
để mình cho nó ăn bằng tay đi. Nó không chịu ăn bằng máy thì cho nó ăn bằng tay cho đỡ. Và con này trời cũng là con cái luôn. Đáng lòng thì chứ, bốn con cái. Ôi ôi, chết tôi luôn á. Ôi ôi, bốn con cái làm ăn gì nữa. Thôi kệ đi, chúng ta phải, mình phải chấp nhận chứ biết làm sao giờ nữa. Mình sẽ đi qua thăm bọn Ankylosaurus lần cuối trước khi mà kết thúc video này nha các bạn. Nãy giờ quên ngắm nhìn tụi nó thật là kỹ. Mình sẽ cho cái con này ăn cái đã. Ồ, mày tự ăn hả? Hay quá vậy. Bên đây có con đực và con cái mà sao chúng nó vẫn chưa chịu kết hôn vậy? Tức là đau đầu mà. Con này thì cũng là động vật ăn cỏ thôi nên nó rất là tuyệt. Chúng ta đỡ phải đấu tranh khi chúng nó phải là ăn thịt. Mấy con ăn thịt thì khi mà nó đói nó sẽ giận dữ ghê lắm. Để mình kêu con này qua đây cái đã. Coi thử con đực và con cái nó có gì khác biệt không ta. Hy vọng là các thông tin đó có ích cho các bạn nha. Chúc các bạn hiểu thêm phần nào về Ankylosaurus. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming cũng như là chia sẻ và comment ý kiến ở phía bên dưới để tiếp thêm động lực cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.